Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 11 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng phát hiện chuột mang kháng thể kháng hantavirus, loại virus gây bệnh sốt xuất huyết kèm theo suy thận ở người. Kết thúc phiên họp căng thẳng kéo dài đến tận buổi chiều, Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng về hai dự án thủy điện gây tranh cãi, Đồng Nai 6 và 6A. Hồ Vinasin không chỉ là hàng nghìn tỷ thua lỗ, những con tàu nằm đắp chiếu, các dự án dở dang mà còn là hàng ngàn người lao động bị mất việc. Washington sẽ thảo luận với Bắc Kinh về hộ chiếu mới gây tranh cãi, đồng thời cho rằng việc in bản đồ với tuyên bố chủ quyền lên hộ chiếu là không ích gì cho tình hình trong khu vực. Nhiều bãi biển tại Sydney, Australia phải đóng cửa do nước biển chuyển sang màu đỏ tươi như máu vì sự sinh sôi mạnh mẽ của tảo. Ngày hôm nay, khối không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục suy yếu chậm, nhiệt độ tăng lên đôi chút nhưng cảm giác rét mướt vẫn kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cuối tuần này, miền Bắc sẽ liên tiếp đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Dự báo giá rét sẽ duy trì ít nhất 5 ngày nữa. Đêm qua, nền nhiệt tại các khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều tăng lên khoảng 1-2 độ so với trước đó, nhưng vẫn ở mức thấp. Tại Sapa, Lào Cai, nhiệt độ là 8 độ, Mẫu Sơn, Lạng Sơn 11 độ, Sìn Hồ, Lai Châu sấp xỉ 14 độ, Trạm Láng, Hà Nội 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều điểm khá rét như Sầm Sơn, Thanh Hóa, Đô Lương, Nghệ An 18 độ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 19 độ. Tuy không khí lạnh đang suy yếu dần và tan đi, nhưng dòng xiết gió Tây trên cao gây mưa cả ngày lẫn đêm nên càng làm tăng cảm giác giá rét. Đêm nay và ngày mai, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết âm u, có mưa, đêm và sáng trời rét từ 14 đến 16 độ, vùng núi cao từ 8 đến 10 độ. Dự báo ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, nền nhiệt sẽ nhích lên đôi chút, trời ấm dần và có lúc hửng nắng với mức nhiệt đạt 26 đến 28 độ. Đến chiều tối ngày mùng 1 và mùng 3 tháng 12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục đón các đợt không khí lạnh tăng cường, nên giá rét sẽ duy trì ít nhất 5 ngày nữa. Treo leo bên lưng trời mây và sương mù trên đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trạm khí tượng Mẫu Sơn lặng lẽ, rêu phong trầm mặc như tách biệt hẳn với khu vực du lịch. Lúc nào ở đây cũng vắng vẻ, cô quạnh với gió thổi hun hút và đêm đen thăm thẳm. Nhưng những quan trắc viên tại đây vẫn miệt mài bỏ qua cả quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh niên chỉ để làm một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng khắc nghiệt, đo gió, đo mưa, đo nắng. Công việc của họ vào những ngày giá rét như ngày hôm nay lại càng thêm vất vả. 1:10, anh Hoàng Quốc Huy lại bắt đầu công việc thường ngày tại trạm khí tượng Mẫu Sơn. Giữa bóng tối, nhưng mọi thao tác vẫn chính xác. Công việc tưởng chừng rất đơn giản, cứ đúng giờ lại ra vườn đo, ghi chép thông số từ các máy móc rồi truyền về trung tâm dự báo. Nhưng thực tế lại không như vậy. Khó khăn thì ở đây khó khăn nhiều do thời tiết, do điều kiện công việc là bắt buộc là đúng thời gian mình phải quan trắc cho dù bất cứ hiện tượng thời tiết nào xảy ra đi chăng nữa. Mỗi ngày, anh Huy phải 4 lần báo cáo số liệu về trung tâm. 1 giờ đêm, 7 giờ sáng, 13 giờ và 19 giờ. Đây là quy định bắt buộc mang tính quốc tế của ngành dự báo. Đặc biệt, yêu cầu tính chính xác của công việc dự báo thời tiết được đề cao tối đa, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Khi mà trong lịch sử của ngành đã từng có những sai lầm mà cái giá phải trả là sinh mạng của hàng trăm con người. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những quy định riêng của ngành. Còn điều mà các anh sợ nhất khi quan trắc lúc giữa đêm có lẽ chính là cái nghiệp mà các anh đã dính vào, thời tiết. Khi điều kiện băng giá thì đường đi lại mặt đường là đóng băng rất trơn trượt. Khi có gió mùa đông bắc về thì gió có thể đạt cấp 7, cấp 8, có thể giật đến cấp 10. Thời tiết ở đây thì thường có dông sét, đặc biệt là dông sét thường rất lớn. Nguy hiểm là thế, nhưng mức lương của anh cũng chỉ khoảng 3 triệu đồng. Đây cũng là lý do tại sao ngành khí tượng ngày càng thiếu nhân lực và nhiều sinh viên sau khi ra trường lại lặng lẽ bỏ cuộc, chuyển sang làm nghề khác.
Cả trạm khí tượng Mẫu Sơn chỉ có 3 người thay phiên nhau, nhưng từ ngày thành lập trạm vào năm 2009, trải qua nhiều đợt băng giá kéo dài, nhiệt độ xuống thấp nhất âm 3,6 độ, nhưng chưa một lần nào các anh bỏ ốp. Và nếu được lựa chọn lại, anh Huy khẳng định vẫn chọn cái nghề ngày càng ít người muốn gắn bó này. Bởi một lẽ rất giản đơn, nghề đã chọn anh, chứ không phải các anh chọn nghề. Bây giờ là 1 giờ và nhiệt độ ghi nhận được trong lều khí tượng là xấp xỉ 7 độ C. Đây được cho là nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Mặc dù đã được trang bị những vật dụng để giữ ấm, tuy nhiên với mức nhiệt độ này cộng với sức gió thổi cấp 7, cấp 8 ở một độ cao trên 1.000 mét, thì nói thật với các bạn, chỉ đứng đây 5 phút thôi thì tôi có thể cảm giác nhiệt độ như đang ở mức 0 độ C. Với mục tiêu theo dõi, hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho ngư dân trong hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Quan sát Tàu cá xa bờ. Đây là trung tâm được xây dựng từ nguồn vốn ODA do chính phủ Pháp hỗ trợ với tổng giá trị gần 14 triệu euro. Trung tâm quan sát tàu cá thuộc dự án xây dựng hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh, được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký nghị định thư từ năm 2009. Với công nghệ vệ tinh hiện đại, trong giai đoạn đầu, trung tâm quan sát tàu cá sẽ theo dõi, đảm bảo an toàn cho khoảng 3.000 tàu cá xa bờ tại 28 tỉnh ven biển. Đây là một trung tâm mà bấy lâu nay là nghề cá Việt Nam đang rất là mong đợi, bởi vì nó sẽ, một là nó quản lý được cái toàn bộ các tàu cá hoạt động trên biển. Hai nữa là hỗ trợ cho dân về vấn đề là phòng chống lụt bão, phòng chống bão và thiên tai trên biển. Trung tâm sẽ theo dõi vị trí hoạt động tàu cá và tiếp nhận các bản tin thông báo từ các tàu cá về cấp cứu, tai nạn, tàu nước ngoài, cướp biển, các hoạt động khai thác. Cùng với đó, trung tâm cũng sẽ hỗ trợ đắc lực trong công tác tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại cho người và tài sản của ngư dân khi hoạt động trên biển. Trong thời gian tới, dự án sẽ được triển khai mở rộng để có thể hỗ trợ tốt nhất cho ngư dân khi bám biển, bảo vệ chủ quyền đất nước. Thứ ba là một cái trung tâm. Tiếp tục những thông tin về vụ vỡ đập thủy điện Đắc Mếch 3. Theo Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, nguyên nhân sâu xa gây vỡ đập là do lỗi thiết kế và thi công. Cụ thể, khi thiết kế công trình phải tính đến áp lực đất và áp lực do đột ngột của xe tải nếu có trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, trước khi xảy ra vụ việc, đã xuất hiện vết nứt ở tường đập, rất có thể do chất lượng bê tông không đảm bảo, khả năng đầm nén không tốt. Vì vậy, khi chịu áp lực đâm mạnh từ xe ben mới có thể dẫn đến vỡ đập. Trước đó, chủ đầu tư công trình đập thủy điện Đắc Mếch 3 đã khẳng định nguyên nhân là do tường thượng lưu thủy điện bị khối lượng đất đá lèn vào quá nhanh, làm cho tường này phải chịu một lực nén ngang lớn. Sau khi kiểm tra hiện trường sự cố bờ đập vào ngày hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Kon Tum đã đề nghị chủ đầu tư trưng cầu kiểm định chất lượng công trình, đặc biệt là hạng mục đập tràn, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo ngay sự cố cho các cơ quan chức năng theo quy định và nộp toàn bộ hồ sơ về cho Sở Công Thương Kon Tum trước ngày 8 tháng 12. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 sẽ xây dựng 325 điểm quan trắc tại các công trình thủy điện khu vực Tây Nguyên nhằm đánh giá một cách tổng quan tác động của thủy điện đến môi trường tại khu vực này. Theo đó, các điểm quan trắc sẽ được thực hiện tại 3 công trình thủy điện lớn tại Tây Nguyên là Buôn Khuốc, Yali và Sê San 4. Trong đó có 16 điểm quan trắc hiện trạng giám sát chất lượng nước tại khu vực thượng lưu các sông và khu vực lòng hồ. 9 điểm quan trắc tác động giám sát chất lượng nước khi chảy qua các tua bin của nhà máy thủy điện. Việc lắp đặt các trạm điểm quan trắc sẽ giúp dự báo trước được những hiện tượng có thể xảy ra khi có sự cố. Hiện Tây Nguyên là khu vực cao nguyên có thế mạnh và điều kiện để phát triển các công trình thủy điện tốt nhất như độ dốc, dòng thác, sông hồ, lưu lượng dòng chảy. Các tỉnh trong khu vực đã đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy điện lớn, vừa và nhỏ đạt công suất 5.000 MW bằng 1/3 tổng công suất hiện có của hệ thống điện quốc gia. Trong khi dư luận vẫn còn chưa yên về công trình thủy điện Sông Tranh 2, thì hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A tiếp tục trở thành tâm điểm của những tranh luận giữa một bên là lợi ích kinh tế và một bên là những hệ lụy về môi trường sinh thái. Cuộc họp giữa hội đồng thẩm định và chủ dự án được tổ chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày hôm nay nhận được sự trông đợi của rất nhiều người. Tuy nhiên, sau cuộc họp kín kéo dài, việc chấm dứt hay tiếp tục hai dự án này thì vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Hành lang diễn ra cuộc họp lần cuối hội đồng thẩm định báo cáo tác động môi trường của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Ngoại trừ các thành viên trong cuộc họp, không một ai có thể ra vào.
trong khi hàng trăm nghìn người đang chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi chấm dứt hay tiếp tục dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Cuộc họp giữa chủ đầu tư và hội đồng thẩm định diễn ra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng nay kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, tuy nhiên cánh cửa dường như vẫn kín mít. Dù kéo dài qua trưa đến tận 14 giờ chiều, nhưng những tranh luận vẫn chưa ngã ngũ, cho thấy việc tìm tiếng nói chung giữa cơ quan quản lý, chủ đầu tư và các nhà khoa học về hai dự án Đồng Nai 6 và 6A là hoàn toàn không dễ dàng. Hiện nay còn đang chờ hoàn chỉnh lại báo cáo thì chưa thể có thể là nói được thêm điều gì cả. Bây giờ thì chưa xác định được vì nó phụ thuộc vào gọi là chủ dự án người ta sẽ hoàn thiện cái báo cáo đấy bao giờ. Cuộc họp có sự tham dự của 21 thành viên, bao gồm các nhà khoa học trong hội đồng thẩm định và nhà đầu tư. Trong đó, một số thành viên đã được bổ sung hoặc thay đổi ngay trước phiên họp. Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A là hai dự án đã được chuẩn bị với khoảng thời gian lên tới hơn 6 năm. Tuy nhiên, thiếu sót trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và nguy cơ về những tác động to lớn đến môi trường sinh thái chính là nguyên nhân dẫn tới những tranh cãi không dứt về hai dự án này. Trên sông Đồng Nai đã có một loạt các thủy điện rồi. Chúng ta tiếp tục xây dựng một số cái trạm thủy điện lớn nữa thì chắc chắn rằng cái tác động của nó sẽ rất lớn. Và khi đọc đến các cái đánh giá tác động môi trường thì tôi thấy là rất nhiều yếu tố đúng là đáng lo ngại. Nhiệm vụ của bên chủ đầu tư ấy, hôm nay phải lãnh hội tất cả những ý kiến đóng góp và về phải điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại xong rồi trình lại. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng cần phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến người dân, đặc biệt là 16 triệu dân trong lưu vực dự kiến chịu ảnh hưởng bởi thủy điện sông Đồng Nai 6, 6A. Làm sao cho công bằng để những người dân nhận thấy hai công trình này là vì lợi ích cộng đồng chứ không phải vì lợi ích nhóm. Thủy điện luôn là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn tại nhiều quốc gia, nhưng cũng không thể đầu tư bằng mọi giá. Làm sao để câu chuyện sông Tranh 2 không lặp lại với Đồng Nai 6 và 6A vẫn còn là câu hỏi lớn. Ngày hôm nay, trao đổi với VTC 14, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tái khẳng định gà đông lạnh nhập từ Hàn Quốc là gà thải loại, chứ không chỉ là gà dai như phía doanh nghiệp nhập khẩu và phía Hàn Quốc công bố tại cuộc họp báo vài ngày trước tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Trọng, gà nuôi đạt đến độ dai chỉ cần 4 tháng, còn gà đã nuôi hơn 1 năm thì chỉ là gà thải loại và được bán với giá rất rẻ, nên có thể khẳng định loại gà Hàn Quốc nhập về là gà thải loại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị lấy mẫu kiểm tra chỉ tiêu kháng sinh trên gà của Hàn Quốc. Kết quả phân tích cho thấy các chất tồn dư đều dưới ngưỡng cho phép, đặc biệt là tồn dư kháng sinh. Để bảo vệ chăn nuôi trong nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng cường kiểm tra, rà soát các quy định cụ thể, sau đó xây dựng hàng rào kỹ thuật để kiểm soát việc nhập gà vào Việt Nam. Trước đó, sau khi các siêu thị trong nước tẩy chay, ngày 22 tháng 11, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nông lâm Thủy sản Hàn Quốc và một số doanh nghiệp Việt Nam đã họp báo để đính chính rằng gà nhập từ Hàn Quốc lâu nay là gà dai chứ không phải gà thải loại. Thưa quý vị và các bạn, sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng phát hiện chuột mang kháng thể kháng hantavirus, loại virus gây bệnh sốt xuất huyết kèm theo suy thận ở người. Đây là thông tin vừa được Sở Y tế Hà Nội đưa ra sau khi tiến hành xét nghiệm một số mẫu huyết thanh chuột thu được trên địa bàn. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Đại học Hokkaido, Nhật Bản thực hiện trên quần thể chuột bắt tại chợ Trương Định và bến xe Giáp Bát, có tới 16,3% mẫu huyết thanh có kháng thể kháng virus hanta. Mặc dù kết quả xét nghiệm mẫu huyết thanh ở 73 người đều cho kết quả âm tính. Thời gian gần đây tại Hà Nội cũng đã có một số trường hợp bị chuột cắn phải nhập viện, nhưng rất may đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus hanta. Theo Sở Y tế Hà Nội, có thể coi sốt xuất huyết kèm theo suy thận do virus hanta là một dịch bệnh cần phải đề phòng trong thời gian tới và Sở cũng tính đến chuyện mở chiến dịch diệt chuột, đồng thời tuyên truyền để người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước dịch bệnh. Chiều nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa hàng của Trung tâm Tiếp vận Xanh thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hỏa hoạn đã khiến hơn 2.000m2 kho xưởng bị thiêu rụi. Vào khoảng 13 giờ 30 phút, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa hàng hóa. Sau đó, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ các kho chứa hàng của Trung tâm Tiếp vận Xanh. Diện tích cháy lên tới hơn 2.000m2. Trong kho chủ yếu là hóa chất, polymer và sữa hộp gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.
Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng 19 xe chữa cháy các loại đến hiện trường. Vì gió to nên đám cháy rất khó kiểm soát, lực lượng chức năng đã phải đập vỡ các bức tường bê tông để chữa cháy. Đến 16 giờ ngày hôm nay, đám cháy cơ bản được khống chế, thiệt hại vật chất ước tính hàng chục tỷ đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm ẩm khu vực cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng nay, một xe khách mang biển số Campuchia chở khách đi du lịch bỗng nhiên bốc cháy trên cầu Tham Lương, đoạn qua phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến hơn 30 hành khách trên xe hoảng loạn. Khi đang lên dốc cầu Tham Lương, tài xế phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ phía sau xe nên lập tức mở cửa để hành khách rời khỏi xe. Người dân bên đường và tài xế xe container gần đó đã dùng bình chữa cháy loại nhỏ cùng lái xe khách dập lửa nhưng không có tác dụng. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Sau 20 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, phần máy sau của xe và một số hành lý bị hư hỏng. Rất may vụ cháy không có thương tích về người. Toàn bộ hành khách đã được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình Thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do kẹt gây cháy bó phanh ở bánh sau bên phải rồi lan sang các thiết bị dưới gầm xe. Hiện nay, số người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp đang có dấu hiệu gia tăng mạnh. Một phần trong số này đăng ký ảo nhằm trục lợi. Sắp tới, đối tượng tham gia phần nào sẽ được hạn chế khi những nghị định mới về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 13 tháng 1 năm 2013. Theo quy định mới, đối tượng không thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm người lao động tạm hoãn thực hiện giao kết hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, trong thời hạn 3 tháng, thay vì 7 ngày theo quy định cũ, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thì phải thực hiện đăng ký với cơ quan lao động. Hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải trực tiếp đến thông báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm. Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hơn 17.000 hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền chi trả hơn 283 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với năm 2011 và gấp 16 lần so với năm 2010. Hải Phòng là một trong những nơi có các trung tâm công ty đóng tàu lớn nhất cả nước. Thành phố này cũng từng được coi là thủ phủ của Vinasin. Nhưng khi Vinasin thua lỗ, các dự án nghìn tỷ dở dang không chỉ gây thất thoát tiền của nhà nước mà còn đẩy hàng nghìn công nhân của thành phố cảng rơi vào cảnh bi đát vì thất nghiệp. Hôm nay mưa gió, tận dụng lúc nhàn rỗi, anh Cường chẻ củi giúp vợ. Từng là công nhân của công ty đóng tàu Nam Triệu thuộc tập đoàn Vinasin. Tuy nhiên, từ khi doanh nghiệp này bị khủng hoảng, anh và hàng nghìn công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp. Bàn tay vốn quen với kìm sắt, máy hàn, nay chỉ về thổi cơm giúp vợ. Không công ăn việc làm, người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình như anh, không khỏi cảm thấy chơi với. Tôi vào 2005, mà bây giờ công việc lương đậu thấp quá, phải làm ngoài. Gia đình khó khăn phải đi ra ngoài làm. Cách nhà anh Cường không xa là nhà bà Phạm Thị Yến. Gọi là nhà, nhưng bà Yến không khỏi chua chát. Bởi mái đã rột trên, nát dưới. Những ngày thường, trong nhà chỉ có ba bà cháu với nhau. Bàn giao đất ruộng cho công ty Nam Triệu xây dựng nhà xưởng. Hai đứa con của bà cũng trở thành công nhân trong công ty. Nhưng từ đầu năm 2012, cả hai đều không còn việc làm. Thất nghiệp, không đất sản xuất, còn cái bà phải đi tha hương cầu thực. Công nhân thì công ăn việc làm cũng có, nên con cái không có việc nên cho nên đói không có cái gì cả. Và hàng ngày chỉ có đi mò cua bắt ốc về được 50 quyền lại đóng tiền học cho con cháu này. Bị công ty nợ lương từ hồi tháng 3 năm 2012 và chưa biết đến thời gian hoàn trả. Nhiều công nhân trong các công ty đóng tàu của Vinasin ở Hải Phòng còn bị công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Nhiều người phải ra ngoài làm thuê kiếm sống, nhưng cũng không ít trong số họ lấy cờ bạc, rượu chè làm bạn. Đây cũng là thực trạng nhức nhối tại nhiều địa phương có con em là công nhân từng làm việc cho Vinasin. Và cái lượng mà lao động hiện nay đôi dư và thất nghiệp do cái ảnh hưởng của suy thoái thì nó tác động rất lớn về mặt xã hội cũng như là về mặt an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Thế và cái nguy cơ mà coi như là Tam Hưng nghèo trở lại là sẽ trong tầm tay. Tập đoàn Vinasin từng mang kỳ vọng chinh phục đại dương, thay đổi vị trí chiến lược của Việt Nam trên bản đồ hàng hải thế giới. Tuy nhiên, khi mà kỳ vọng chưa thành hiện thực, thì con số 96.000 tỷ đồng thua lỗ, thất thoát của tập đoàn này đã khiến cho ngành công nghiệp đóng tàu của đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Không chỉ gây thất thoát, Vinasin còn khiến hàng ngàn người lao động bị mất việc làm. Không ít người trong số họ dù được đào tạo nghề đóng tàu chuyên nghiệp, nhưng lại đang chịu cảnh thất nghiệp. Cuộc sống của công nhân lao đao không chỉ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình của họ, mà còn là vấn đề lớn đối với an sinh xã hội. Bên cạnh đó, một lượng lớn tài nguyên con người đang dần bị lãng phí. Thứ tài nguyên không phải một sớm một chiều có được. Trong phần tin quốc tế, Washington sẽ thảo luận với Bắc Kinh về hộ chiếu mới gây tranh cãi, đồng thời cho rằng việc in bản đồ với tuyên bố chủ quyền lên hộ chiếu là không ích gì cho tình hình trong khu vực. Nhiều bãi biển tại Sydney, Australia phải đóng cửa do nước biển chuyển sang màu đỏ tươi như máu vì sự sinh sôi mạnh mẽ của tảo. Biến rác từ đỉnh Everest thành các tác phẩm nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong việc giữ gìn vệ sinh cho nóc nhà của thế giới. Hôm nay ngày 28 tháng 11, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP18 tại Qatar bước sang ngày thảo luận thứ 3. Mặc dù các tổ chức phi lợi nhuận đã ra cảnh báo rằng đây là cơ hội thương lượng cuối cùng để đưa ra một mục tiêu toàn cầu đáng kể trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nhưng Mỹ, nước đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo sự thành công của hội nghị lần này, vẫn khẳng định sẽ không cắt giảm nhiều hơn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính như đã cam kết trước đó. Các đại biểu tham gia COP18 hy vọng sẽ dựa trên nền tảng COP17 tại Nam Phi năm ngoái là khởi động lại cuộc đàm phán với thời hạn chót là năm 2015 để thông qua hiệp ước mới và gia hạn nghị định thư Kyoto. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có Liên minh châu Âu và một số ít các quốc gia khác, những nước chiếm ít hơn 15% lượng khí thải toàn cầu, tuyên bố sẵn sàng thực hiện các cam kết đó. Trong khi đó, Mỹ, ngay từ ngày khai mạc đầu tiên đã tuyên bố đạt được những bước tiến lớn trong việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng vẫn kiên quyết phản đối việc cắt giảm nhiều hơn vào năm 2020. Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của nhiều nước. Trong đó, Trung Quốc kêu gọi các nước giàu nên trở thành thành viên của một nghị định thư Kyoto được gia hạn. Ngoài ra, các đại biểu tham gia hội nghị lần này cũng hy vọng tăng số tiền đóng góp hàng tỷ đô la Mỹ để giúp các nước nghèo đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu toàn cầu trong cuộc chiến biến đổi khí hậu, tất cả các nước phải cố gắng vượt qua những bất đồng, thúc đẩy tiến trình thương lượng để đạt được hiệp ước mới. Tiến trình thương lượng về chống biến đổi khí hậu đã kéo dài nhiều năm qua, nhưng chưa đạt được mục đích chính. Hội nghị COP18 lần này cũng không phải là ngoại lệ, khi ngay trong ngày khai mạc đầu tiên, những bất đồng muôn thuở về lợi ích quốc gia vẫn đang đặt lên trên lợi ích toàn cầu. Sau khi Việt Nam, Philippines, Ấn Độ và đảo Đài Loan dưới nhiều hình thức khác nhau đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa các vùng lãnh thổ tranh chấp trên biển và trên đất liền vào bản đồ in trên hộ chiếu phổ thông điện tử của nước này, đến nay, tiếp tục các nước khác là Mỹ, Indonesia và Nhật Bản đều cho rằng động thái của Trung Quốc là bất bình thường và sẽ không đi tới đâu. Phát biểu tại cuộc họp ngày hôm qua theo giờ Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã bày tỏ quan ngại về bản đồ có đường lưỡi bò được in trên hộ chiếu điện tử mới của Trung Quốc. Chúng tôi thực sự quan ngại về tấm bản đồ trên đang gây căng thẳng và lo ngại giữa và trong các nước liên quan đến Biển Đông. Chúng tôi dự định sẽ nêu vấn đề này với Trung Quốc trên khía cạnh động thái của nước này không giúp ích cho môi trường trong khu vực. Bà Nuland nhấn mạnh, động thái của Trung Quốc không có lợi cho việc tạo dựng một môi trường để các bên liên quan có thể giải quyết tranh chấp. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định, Mỹ không công nhận tuyên bố chủ quyền được Trung Quốc thể hiện qua bản đồ có đường lưỡi bò trong hộ chiếu của nước này. Cùng ngày, mạng tin Senkei của Nhật Bản mô tả các đường đất đoạn có hình chữ U hay lưỡi bò này gần như quay kín toàn bộ Biển Đông, khiến các nước trong khu vực lên tiếng phản đối. Cũng theo mạng tin này, về mặt pháp lý quốc tế thì các đường này không có ý nghĩa gì. Trước đó hôm 26 tháng 11, Ngoại trưởng Indonesia Martti Natalegawa cho rằng động thái của Trung Quốc là không bình thường và sẽ không đạt được mục đích, thậm chí còn gây tranh chấp. Những tranh chấp này cần được giải quyết thông qua đối thoại. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Danh lên tiếng nói rằng bản đồ này của Trung Quốc không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.
Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp lần đầu tiên với Tổng thống mới đắc cử Enrique Peña Nieto của Mexico tại Nhà Trắng. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã bàn về vấn đề cải cách nhập cư ở Mỹ, cũng như cam kết thúc đẩy hợp tác an ninh tại khu vực biên giới của hai nước, nhất là trong bối cảnh các cuộc bạo động tại Mexico gia tăng nhanh trong thời gian vừa qua. Tổng thống Barack Obama cho rằng vấn đề cải cách nhập cư toàn diện là điều khả thi và có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng tới đời sống và nền kinh tế của cả hai nước. Ông Enrique Peña Nieto, người sẽ nhậm chức Tổng thống Mexico vào ngày 1 tháng 12 tới, bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của người đồng cấp và cho rằng cần phải nới lỏng thêm luật di trú đang được áp dụng khá nghiêm ngặt tại một số tiểu bang, trong đó có bang Arizona. Mexico là một đối tác quan trọng của Mỹ và chúng tôi sẽ chia sẻ những vấn đề khó khăn mà Mexico đang phải đối mặt, trong đó có việc nhập cư, tình hình an ninh và các vấn đề liên quan đến ma túy. Theo Sở Di trú Mỹ, tính từ năm 2010 cho đến nay, có khoảng 11,2 triệu người Mexico đã nhập cư trái phép vào Mỹ do những vấn đề bất ổn ở quốc gia Trung Mỹ. Vì vậy, vấn đề cải cách nhập cư ở Mỹ luôn là điều quan tâm lớn của người dân Mexico. Chúng tôi đánh giá rất cao về vấn đề cải cách nhập cư mà Tổng thống Obama đã trình bày. Tôi tin người dân Mexico sẽ được hưởng lợi với chương trình này. Về vấn đề an ninh biên giới, hai tổng thống đã cam kết sẽ áp dụng các biện pháp để giúp khu vực biên giới ổn định và an toàn. Theo đó, một loạt các biện pháp nhằm củng cố an ninh tại khu vực biên giới đã được hai tổng thống đặt ra và quy định rõ hình phạt đối với việc sử dụng lao động Mexico nhập cư trái phép. Tiếp nối chương trình là các tin vắn quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Ngày hôm nay, một số bãi biển nổi tiếng tại Sydney, Australia đã phải đóng cửa do nước biển biến thành màu đỏ máu. Rất nhiều du khách đã lo sợ cho rằng đây là máu của một vụ cá mập tấn công. Tuy nhiên, giới chức trách địa phương cho biết màu đỏ của biển là do một loại tảo đỏ hay còn được gọi là lừa biển gây ra. Mặc dù loại tảo này không gây độc, tuy nhiên giới chức trách vẫn khuyên người dân và du khách không nên bơi hoặc tắm do tảo đỏ chứa hàm lượng amoniac cao, dễ gây dị ứng. Nước biển dự kiến sẽ trở lại bình thường trong 24 giờ nữa sau khi đám tảo này bị đánh tan. Làn sóng bạo lực vẫn tiếp tục bùng phát tại Iraq trong ngày hôm qua tại hai thành phố lớn Kirkuk và Baghdad với 6 vụ đánh bom liều chết và 9 vụ nổ bom khác, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Cảnh sát Iraq cho biết quả bom thứ nhất phát nổ gần văn phòng của đảng người Kurd, trong khi quả bom thứ hai phát nổ gần một trạm xăng ở trung tâm thành phố Kirkuk. Làn sóng bạo lực diễn ra vào thời điểm người Hồi giáo Shia tổ chức lễ Ashura và chỉ một ngày sau khi chính phủ Iraq và các thủ lĩnh người Kurd đạt một thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng. Các cuộc biểu tình do nông dân khởi xướng vẫn diễn ra và lan rộng tại nhiều khu vực ở châu Âu, thể hiện sự tức giận do giá thu mua sữa đang thấp hơn chi phí sản xuất do sự sụt giảm nhu cầu quốc tế và cạnh tranh tăng. Đỉnh điểm nhất là vào ngày hôm qua, hàng nghìn nông dân đã phun sữa vào tòa nhà của Nghị viện châu Âu tại Brussels. Nhiều người thậm chí còn ngủ lại qua đêm trước cửa tòa nhà. Họ sẽ không rời đi cho đến khi yêu cầu của họ được lắng nghe. Ngày hôm nay, các bộ trưởng nông nghiệp EU đã có cuộc gặp với những nông dân để thảo luận về tình hình. 29 người, trong đó có 4 nhân viên phi hành đoàn đã may mắn sống sót sau khi một chiếc máy bay gặp nạn ngoài khơi Ấn Độ Dương ở quần đảo Comoros vào ngày hôm qua. Chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Inter Islas đã gặp vấn đề về động cơ và mất kiểm soát trước khi hạ cánh. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhiều thuyền đánh cá của ngư dân đã tham gia vào công tác cứu hộ. Toàn bộ 29 người đều đã được giúp đỡ đưa vào bờ an toàn. Một quan chức giấu tên cho biết máy bay bị gặp nạn là do bị rò rỉ nhiên liệu ngay sau khi cất cánh. Với nỗ lực nâng cao nhận thức của mọi người trong việc giữ gìn vệ sinh cho đỉnh núi Everest, một nhóm gồm 15 nghệ sĩ người Nepal vừa hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật khá độc đáo và ấn tượng từ rác được thu gom trên đỉnh núi cao nhất thế giới này. Với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, chỉ trong vòng một tháng, 15 nghệ sĩ đã hoàn thành tổng cộng 75 tác phẩm nghệ thuật từ 1,5 tấn rác thải do những người leo núi để lại tại đỉnh núi cao nhất thế giới này, như những bình oxy, bếp ga nấu ăn, dây thừng, lều bạt, đồ thủy tinh, vỏ hộp bia. Trước đó, rác thải được thu thập trên đỉnh Everest sẽ được tập kết lại thành một bãi rác lớn. Với sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ, số rác thải này sẽ được làm thành những món đồ lưu niệm. Hiện nay, những món đồ lưu niệm này rất thu hút không chỉ khách du lịch địa phương, mà cả du khách quốc tế. Kể từ khi nhà leo núi người New Zealand Edmund Hillary và người dẫn đường Tenzing, người Sherpa, trở thành người đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest hồi năm 1953 đến nay, đã có gần 4,000 người đã leo lên đỉnh núi này.
Mặc dù các nhà leo núi phải đóng một khoản tiền đảm bảo lên tới 4.000 đô la Mỹ cho chính quyền địa phương và số tiền này sẽ được hoàn trả nếu họ chứng minh không xả rác trên núi. Nhưng nhiều nhà hoạt động cho biết, việc giám sát các hoạt động xả rác là rất khó khăn. Nhiều nhà leo núi khi trở lại còn cho rằng rác đã phủ đầy dọc theo sườn núi Everest và chúng thường bị tuyết phủ lấp vào mùa đông, nhưng sẽ lộ ra vào mùa hè khi tuyết tan. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 28 tháng 11 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!